Ở tập trước, Tố Anh và Quy Tiến rủ nhau đi chơi. Càng đi càng vui thú nên đã đến cả núi Thượng Lai ăn trộm quả mọng ưa thích của Ngọc Hoàng. Họ gặp các tiên nữ nhưng đã kịp nấp vào cây trốn. Chúng ta phải thưa với Ngọc Hoàng điều tra chuyện này. Chết rồi, giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta mau chuồn thôi. Đây là nắm rễ cây tùng của ba ông Phúc Lộc Thọ đó. Một năm, ông Thọ mới dâng Dương Mẫu Nương Nương có một cây thôi đó. Giòn ngon, vị lạ thiệt á. Các ông ra mà coi, ai đã bật gốc các cây tùng quý giá của chúng ta lên vậy? Giờ chúng ta về thôi, ta lo Dương Mẫu, biết chuyện ta trốn đi chơi rồi. Giờ về cũng chịu tội à, chi bằng đến nơi chúng ta có thể vui chơi thỏa thích, khi đó chịu tội cũng đáng. Đây là đâu? Đằng kia có một căn nhà, chúng ta mau vào đó nghỉ chân đi. Không cần nói cũng biết, đây là nhà Nguyệt Lão. À, sao mà nhiều tơ quá vậy? Thì tơ hồng để xe duyên cho người trần gian đó mà. Cậu có đói không? Hình như ở đây đang nấu canh nè. Có, nhưng mà cậu mau qua gỡ phụ ta cái này đi, ta bị trói chặt rồi nè. Lại gỡ giúp coi, đứng cười hoài. Được rồi, đứng im, để ta cắt cho. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Con ngựa kia, ngừng lại, không được ăn. Trời ơi, con ngựa kia đã ăn mất ước nguyện tình yêu của người ta rồi. Các ngươi dám phá hoại hôn nhân của trần gian, đảo lộn quy tắc hết rồi. Nguyệt Lão, xin đừng nổi nóng mà. Tôi là Tố Anh, người hầu của Dương Mẫu Nương Nương đây. Không cần biết, các ngươi vi phạm quy tắc nhà trời, sớm muộn cũng sẽ bị Ngọc Hoàng xử tội. Ta phải cấp báo Ngọc Hoàng bắt các ngươi. Giờ ta sẽ lấy dây tơ hồng trói các ngươi lại. Cái gì? Mùi như là canh tình yêu. Cái gì? Mau kéo nó ra cho ta. Tướng nhà trời tới bắt chúng ta kìa. Mau đi thôi, bỏ nó lại thôi, chúng ta phải chạy mau. Hai đứa kia, đứng lại. Nguyệt Lão, bọn chúng đã trốn đi đâu? Bọn chúng chạy về hướng kia rồi. Mau giải thoát cho ta khỏi con ngựa này với. Chúng ta làm sao mà thoát kịp? Đẹp quá. Ồ, đúng vậy, chơi thật là đã quá đi. Yên.
giá mà tôi trẻ lại 40 tuổi thì một ngày chắc cũng phải đan được 20 cái vỏ. Ông chỉ ước dơ dẫn, sao không ước mình ngày nào cũng có người thuê làm vỏ? Kìa, sao rơi là được ước một điều đó bà. Để tôi ước trẻ lại 40 tuổi. Ước mỗi ngày đều có người đến đặt hàng đan vỏ. Như vậy thì nhiều quá rồi.